Em xin chào toàn thể mọi người Em là Duy Vũ ạ à. Và địa chỉ vườn lan của chúng em Là ở 190 Phú Lộc Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng nha mọi người đó. Các anh chị nào muốn mua hàng trực tiếp Tại vườn thì có thể là đến cái địa chỉ đó Và alo số điện thoại Thì em sẽ ra đón mọi người vào vườn nha đó. Phiên ngày hôm nay thì em sẽ lên Một cái lô giả hạt à, thác bay ma bó đó ở đây thì à, à, có một cái bông hoa nó đã nở bói này ở nở tại à, vườn em nó rất là đẹp như thế này ha à, một cái bông chuẩn khuôn của một cái cây à, giả hạt thắt bay đó môi tim này nhìn cái đôi mắt bên trong của nó rất là sâu đậm đó rất là ảo diệu nha và cái bông này thì tính ra là nở được tầm là ngày thứ năm rồi. Nhưng mà cái khuôn cái lưỡi của nó, nó vẫn còn rất là đẹp. Nó vẫn còn giữ nguyên được cái khuôn. Đó, hoa thì là nó thơm một mùi thơm rất là thoang thoảng. thoảng. À, ở đây thì à, mấy ông anh trong vườn thấy đẹp quá cứ lại vuốt vuốt, sờ sờ động động á. Thành ra là cầm sách đi sách lại nó bị à, dập mất cái cái cánh ở trên đây nhẹ một chút Thì cái bông này buổi tối là nó bay luôn Chứ nó không có cập lại nha các anh chị Buổi tối là nó nó chỉ à, à, mềm mềm cái cánh xuống một tí thôi Chứ nó không có ngủ Đó à, Đây là một cái khuôn thác bay nó rất là đẹp như thế này Đấy. Vườn em thì à, nó cách chỗ mà cái rừng thác bay mà bó thì tầm là 3-40 cây thôi Đó đây là mỗi lần mà có lô hàng hay là cái gì là À, chúng em đều là chạy vào xem hàng hoặc là chỗ nào mà người ta cần bán hàng thác bay ma bó thì chúng em đều đều đến xem nên là cung cấp được cho các anh chị những cái nguồn uh, nguồn hàng nó rất là chuẩn đấy từ hoa đến lại thân lá đó là chính tự tay chúng em là đi bắt hàng luôn đấy. cái chuyện mà em đi vào làng săn hàng là nó giống như đi chơi đó các anh chị ạ đó, đi rất là nhiều Chỗ em thì cách Đà Lạt tầm 30 cây Nhưng mà em đi vào làng nó còn nhiều hơn đi Đà Lạt rất là nhiều Mặc dù là Đà Lạt là cái thiên đường để giải trí, du lịch đó Nhưng mà mình lại là mình thích đi vào làng hơn Vì nó có cái sự trải nghiệm, tìm kiếm được những cái mầm lan đẹp Thì đối với cái phiên bán hàng ngày hôm nay Thì em soạn ra được một lô tầm là cũng được 20 mầm cho các anh chị để siêu tầm thì mỗi cây thì nó sẽ có mỗi cái giá khác nhau các anh chị thích cái cây nào thì đặt hàng qua cho em đầu tiên thì em sẽ bán luôn cái khuôn bông số 1 này cho các anh chị siêu tầm đó khuôn rất là đẹp nha bữa nay thì mọi người thấy là vườn qua những video clip thì nó nở được rất là nhiều khuôn đẹp thì các anh chị hãy đăng ấn vào cái nút đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo rồi xem video để sưu tầm các cái mặt hoa đẹp ưng ý với mình nha thì cái góc số 1 này em bán với giá là 1 triệu 800 nghìn Đấy. thì ở đây là ban đầu của nó là một cái thân tơ như thế này nó đẻ ra được hai cái chồi lỡ Đấy. và cái chồi lỡ thứ nhất thì nó ra một cái bông bói bông bói rất là xuất sắc nếu mà hoa tự nhiên thì có thể là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Khuôn hoa này nó cũng rất là to nha Thì em đo cho mọi người cái kích thước cái khuôn hoa này Thì nó cũng dài là tầm 10cm luôn Đó, hoa này nó rất là bự Dài tầm được là 10cm nha các anh chị Đó, hoa nó rất là bự nha Mà cái khuôn nó không có bị méo nhiều Một bông hoa rất là xuất sắc rồi ở dưới đây thì nó lên được à, à, hai cái mầm gốc rồi mầm gốc thứ nhất là của chồi lợn ở đăng hoa mầm gốc thứ hai là của hình như là của thân tơ đó. nó kẹt ở đó, em nhìn không có kỹ nha nó kẹt rất là khó, phân biệt nhưng mà dù sao nó được hai cái mầm gốc rồi đó. còn cái thân tơ của cây thì nó dài cũng tầm được là 35 cm tầm là 35 cm hai mầm lỡ thì dài tầm là 10 cm đó là cây số 1 giá là 1 triệu 800 nghìn đó, đối với những cái cây mà khuôn nó chuẩn như thế này làm cây này bên em thường sẽ bán được với cái giá nó cũng rơi vào là tầm 2 300 nghìn rồi nhưng mà hàng thì rất là nhiều loại mình nên là chia sẻ luôn cả gốc cho các anh chị nào siêu tầm hoặc là ai có nhu cầu là muốn chơi luôn cả gốc đó rồi lô số 2 của em lô hai ba bốn là những cái chậu giả hạt thác bay sổ số nhá những cây này là từ rừng về là có thể là thân già nó sổ trong rừng rồi và cái tướng như thế này thì mùa tới là hoàn toàn là có thể là cho hoa được Đó, ở đây thì những chậu này thì cái mắt ngủ của nó đều ok có chậu nó đã sân rồi để em quay cho mọi người nha Đó. Mấy cái hàng này là vườn em phải là tích chữ đến là cả hơn cả năm á Từ năm ngoái đến đến năm nay Và tầm cỡ tháng tháng 7, tháng 8 á Thì chưa tới năm hơn nửa năm đó, thì bây giờ là những cái mầm chồi gốc nó lên nó khỏe và nó thắt ngọn như thế này rồi. Thì đối với cái hình số 2 này thì nó dài cũng tầm được là 25 cm nha các anh chị. Thì giá là 1 triệu 200 nghìn. Chậu số 3 thì cũng tương tự cũng là 1 triệu 200 nghìn. Chậu này thì thăng nó vàng hơn một chút đó dưới đây nó đã lên hai cái chồi gốc như thế này một chồi rất là nhỏ này còn một chồi lên mạnh rồi này đây chỗ đây là cái lá lên bình thường chứ không phải là bị xước nha thì chậu số 2 này tương tự cũng là 1 triệu 200 nghìn chậu số 3 chứ em nhầm chậu số 3 chậu số 4 thì à, chậu này cũng là 1 triệu 200 nghìn dài cũng tầm là 25 cm cây này thì lá xếp rất là dày đó bản lá cây này rất là dày nha trời gốc thì nó đã lên như vậy rồi vườn em thì trồng những cây này nó rất là khô đấy thì hy vọng là trồng khô là mục đích là mong cho nó sổ được hoa nhiều nó sai hoa tí xem khuôn bông chứ cái dòng ma bó thắt bay á thì mọi người biết là nó hay trốn hoa rất là nhiều và bây giờ em qua những cái cái mầm với cái nhận cái giá rẻ hơn thì là từ lô số 5 đến lô số 14 thì mọi người nhìn thấy như thế này thấy cái mầm gốc thân tơ của nó rất là nhỏ này đó tí tí mặc dù nó là một cái dề thì đây là những cái dề mà chúng em tách ra từ những cái bụi rừng á đấy tách ra một tách một lần là một hai ba bốn thân lặng và nó mới lên được cái mầm nhỏ như thế này thôi đó thì là cái mặt hoa mình cũng không có biết vì là những cái nhánh này là từ rừng về Đó, thì nó là thành một cái dè tách ra và nó lên được cái mầm như thế này Đó, trong khi những cái thân già này thì cái dinh dưỡng nó cạn rồi Nên là nó cho cái dưỡng chắc vào những cái mầm này nó rất là ít nên là nó phát hơi, hơi chậm Thì bây giờ là mình chỉ chờ là mình nuôi cái mầm gốc của năm nay Nuôi sao cho nó lớn, nó khỏe đó, thì hoàn toàn là nó như những cái con kiến vậy. Thì bây giờ em sẽ vào em quay chi tiết nha, Từng cây nhé. Lô số 5 là 350 nghìn. Đấy. Mọi người biết là lấy những cái này vào thời điểm tháng 7, tháng 8 á. Thì lúc đó là nuôi cái mầm này lên nó được chừng này rồi rất là mừng rồi. Vì lúc đó đến tầm tháng 12 là nó thắt ngọn rồi. Nuôi chỉ được vài tháng chứ mấy. Đó, thì số 5 là 350 000 cho cái mầm này. Đã, trên đây là những cái thân trên đây là những cái thân thân già này. Và số 6 giá là 400 000 Đó, nó được tới là 1 2 3 cái thân già. Trong đây thì khúc thân già này trong đây nó sẽ còn rất là tươi nha. Và nó sẽ có dinh dưỡng trong đây cũng rất là nhiều. Mọi người về mà cái mắt nào chưa ra hoa thì có thể kích được để lên cây mà gốc dưới đây thì nó sẽ nó đã lên rồi đó các anh chị nào cần thì em sẽ bẻ cái khúc này ra đó em chụp qua zalo để thấy ở trong đây nó cực kỳ là tươi chứ nó không có bị khô nhiều rồi số 7 của em thì giá là 400 ở đây thì cái chồi gốc này nó rất là đẹp thân nó tím nhiều và lúc số 7 thì nó chưa có lên chưa lên mầm gốc nha các anh chị rồi số 8 là 450 này cái này đã, đã lên mầm gốc rồi cái tạc lá là lá nhựa cứng và tròn cái dạng lá của vùng lâm đồng là nó đặc trưng như thế này lô số 9 là 400 nghìn đó những cái con này là những cái con mà ma bó thóc bay đem về thôi ạ à. lô số 10 là 450 con này thì con này thì nó lên mầm gốc rồi Đấy. cái chồi này thì nó đang xuống lá nha số 11 là 400 nghìn đó, dưới đây là nó đã có những cái mắt ngủ nó sưng lên như thế này là 400 nghìn số 12 là 350 nha số 12 là mắt ngủ đã lên trời gốc rồi nó lên trời gốc rồi số 12 lên trời gốc nhưng mà nó hơi gầy tí á đó các anh chị thấy nhưng mà cái tạc lá của nó thì rất là tuyệt nha Lá cứng dài nếu mà bẻ tay là nó sẽ gãy cái cột liền kiểu lá nhựa lô số 13 là 400 nghìn đó, tạc lá này xếp cũng rất là đẹp à, thân già từ rừng về nó cũng rất là bự như thế này đa số là thân già đỏ nhiều con số 14 là 250 đây là thân già và nó ra cái kỳ nha đó cây này đốt sọc nhiều mặt hoa thì cũng sổ số, số luôn đó là 14 cái lô Đấy, hàng những cái hàng về tách từ rừng và những cái chậu về từ rừng về và chậu mặt bông qua bên phía bên bên kia thì em sẽ quay cho mọi người những con kiến nguyên dinh đó được chúng em về ghép vào gỗ đó thì em sẽ tạm dừng video em qua bên đó em quay nha rồi ở bên đây thì em sẽ đánh số mã là từ K1 đến lại K10 đó là những con con kiến từ số 1 đến số 10, kiến nguyên dinh. Em sẽ quay nhanh những con này. Kích thước của nó trung bình thì nó rơi vào tầm là cỡ 8 cm này, 7 8 cm. Có những con thì dài hơn. Có có những con dài hơn như thế này. tầm 8 9 cm. Thì em sẽ quay nhanh những con này cho các anh chị nào ưng ý con nào thì gọi điện chốt cho em lô số K1 600.000 đồng đã lên trời gốc lô số K2 cũng 600.000 đã lên trời gốc rất là lực K3 cũng là 600.000 họ lên trời gốc rất là lực đẹp nha K4 là 550.000 con này thì cái mầm gốc nó đang nhú ở dưới đây này Đó. Nhú rất là nhỏ. K5 là 550 nghìn. thân mẹ thì lá tròn. Trời gốc thì đang nhú tím. K6 là 500 nghìn. Đó. Trời gốc thì nó đang rất là tím. K7 cũng là 500 nghìn nha. Đó. Trời gốc đang lên. K8 là 500 nghìn Trời gốc đang lên Cá chính của em này Thì thằng này nó cũng tương đối là dài đó Nhưng mà cái chồi gốc thì nó chưa có nhú nha Về thì các anh chị chờ cho nó nhú sau Giá là 500 nghìn Và cá 10 Là 500 nghìn luôn Con này thì đốt nó mập hơn và cái chồi gốc ở dưới những cái mắt ngủ á nó đang nhú lên nó sưng lên sân lên cũng tương đối đó, nó sân rồi này em không lấy nét được vì một tay đang một tay đang quay còn một tay bơi ra thì đó là 10 cái con kiến nguyên dinh nhé thì tổng thể lô hàng của em là như vậy các anh chị đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em đăng ở trên tiêu đề đó, em sẽ chốt hàng và đóng hàng cho mọi người vào cái ngày hôm sau ví dụ chiều nay đăng thì hôm sau sẽ đóng và gỡ nhé vì để cho những cái trọng này nó ráo nước nữa rồi em xin chào toàn thể mọi người ạ